Cao của bạn là 1m56 đúng không? Cân nặng của bạn là 49 kg. Rồi, tính thời điểm hiện tại, rồi hiện tại là bạn bao nhiêu tuổi? Mình cần biết tuổi của bạn để mình biết cái quá trình cơ thể của bạn. Rồi, với tuổi 40 của bạn, rồi như vậy thì bạn cảm thấy là hiện tại là cơ thể của bạn có những vấn đề gì về lượng mỡ trên cơ thể hay là về sức khỏe? Bạn có đi tập yoga rồi? Đúng, rồi bạn ngồi nhiều mỡ bụng tăng lên rồi. Rồi. Ok. BMI là 20.4. BMA, rồi chỉ số tiêu thụ năng lượng cơ calorie mỗi ngày của một người. Có 1099 thôi, nghĩa là cái giới hạn đó. Tại vì mình giải thích cho bạn hiểu hai cái chỉ số này, chỉ số BMI là cái chỉ số cân đối cơ thể. Hồi nãy bạn đọc là bao nhiêu, cơ của bạn là bao nhiêu? Không, BMI chứ không phải Rồi, 20.4 nghĩa là lượng mỡ cơ thể của bạn nó không phải là quá cao đâu. Nhưng mà bởi vì cái chỉ số BMI nó là tính là lại là tính cái chỉ số cân đối cơ thể, và là bởi vì 20.4 á, và với nếu á, về vấn đề là nếu mà cái lượng mỡ trên cơ thể của bạn mà nó tải đều ở vai lưng tay thì nó sẽ ít vô bụng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ của bạn là ở ví vừa độ tuổi của bạn khi cơ thể bắt đầu lão hóa rồi và ít vận động thể thao nhiều thì cái khối cơ bắp ở tay vai mông chân đùi nó sẽ ít đi, nên thành thử ra là bao nhiêu năng lượng đưa vô cơ thể nó sẽ ưu tiên nó dồn vô mỡ bụng, tại vì bụng là nơi mà cơ thể dự trữ năng lượng nhiều. Rồi nên cái nó tạo ra cái một cái vấn đề là nếu mà bạn muốn cơ thể thon gọn hơn, đầu tiên cái chỉ số BMI của bạn phải giảm xuống khoảng 18, tức là bạn với 1m56 bạn phải cố gắng mà giảm xuống cỡ 4 kg, từ 49 xuống cỡ 45 kg là ok. Và chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khoảng từ 4 đến 6 tháng để rèn luyện cho việc đó, vừa giảm ký vừa gia tăng sức khỏe cho bạn. Rồi, điều thứ hai là bởi vì hiện tại là cái mức mà bạn rất khó để mà ăn để mà xuống ký được là bởi vì cái chỉ số BMA là chỉ số năng lượng trao đổi chất cơ bản của bạn mỗi ngày nó chỉ có 1100 calorie thôi. Tại khi nãy ban đầu là 109 mấy, mình làm tròn 1100 đi. 1099 á. Tại vì với 1100 calorie thực ra là rất là ít, bởi vì hai tô phở đầy là đã là cao sắp xỉ là 1100 calorie rồi. Nên vấn đề là bình thường á bạn ăn mình sẽ khó ăn dưới cái mức đó lắm. Nên bình thường ăn giá nào bạn cũng phải ăn 1500 calorie. Nên á, khi vào chế độ tập luyện online của mình á, thì mình sẽ thiết kế cho bạn những bài tập bạn phải tập khoảng tầm từ 500 đến 700 calorie một ngày thì nó mới vượt qua cái ngưỡng tiêu thụ năng lượng, thì từ đó chênh lệch calorie bạn mới giảm ký được. Bạn hiểu vấn đề mình nói không? Rồi như vậy, và để mà tạo được một cái việc đều như vậy, chúng ta không thể chỉ tập 2 ngày 1 tuần mà chúng ta phải tập khoảng tầm 6 5 đến 6 ngày một tuần. Thì bạn có thể sắp xếp một cái khoảng thời gian đều như vậy hay trong tuần, và để có thể duy trì khoảng tầm từ 4 đến 6 tháng hay không? Tối đa 4 ngày, ok, mức đó chấp nhận được. Tại vì nếu mà cái mức mà tối ưu mình chúng ta không làm được á, thì chúng ta làm cái mức ít hơn tối ưu một chút. Quan trọng là chúng ta phải làm đều. Thì một tháng mà bạn cố gắng một tuần bạn tập đều 4 ngày thì một tháng là bạn có thể tập được 16 ngày rồi, nó sẽ rất là tốt nha. Rồi ok bạn, những vấn đề đó rồi dựa vào chỉ số của bạn mình sẽ thiết kế cái chương trình tập luyện cũng như cái dinh dưỡng cho bạn. Rồi bạn có thể tập luyện tại nhà hay là tại phòng gym, và bạn muốn cái chương trình được thiết kế như thế nào? Rồi ok, rồi rồi ok, như vậy thì nếu mình thiết kế chương trình mà tập tại nhà khoảng tầm 4 5 buổi 1 tuần thì bạn chỉ cần chuẩn bị giày thẳng, dây nhảy dây và hai cặp tạ đơn cho mình, cặp 3 kg cặp 5 kg được không?
Cái này khá là đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ cửa hàng thể thao nào bạn mua. À, còn giày thảm da nhẽ dây thì cũng đơn giản rồi. À, rồi ok rồi, như vậy thì cái bạn còn thắc mắc gì về cái cách thức không? Tại vì khi bạn tập luyện á, thì bạn chịu khó bạn quay video lại để mình kiểm tra cái kỹ thuật cho bạn, rồi mỗi ngày bạn ăn gì bạn chụp hình mình gửi cho mình để mình kiểm soát, mình tính toán cái lượng calorie cho bạn. Hơi ớn đúng không? Bây giờ thì mình tăng nó lên một chút, nói thì nói lý thuyết vậy thôi chứ giảm xuống bố đó mức đó không dễ đâu nha. Rồi 48 kg, ok ổn, nhưng mà sẽ là gia tăng cái khối lượng cơ nhiều hơn cho bạn, tại vì nếu vậy thì mình sẽ đẩy những cái bài tập về cơ, các nhóm cơ lưng, vai, tay và mông chân đùi để cơ thể dày cơ phần đó, nên nhưng không phải là cơ bắp như nam giới đâu nha, cơ bắp như này săn chắc thôi đó. Thì khi đó cái lượng cơ trên đó nó nhiều hơn, tổng calorie trên cơ thể nó đốt sẽ nhiều hơn thì mỡ bụng nó sẽ xuống nhiều hơn. Rồi bạn còn thắc mắc gì về cái cách thức mình tập luyện, cách thức mình giao tiếp nữa? Ok, vậy như vậy thì bạn cứ rồi. Ok, được. Ok, mình chấp nhận việc đó nha. Rồi, chấp nhận những vấn đề của bạn. Rồi, nếu khi nào bạn cứ sắp xếp bạn quay được thì tốt, không quay được cũng nó khi theo điều kiện của bạn á, thì cứ cố gắng hết sức thôi. Mỗi người mỗi điều kiện khác nhau nha. Rồi, ok bạn, những vấn đề đó. À, rồi ok bạn, chi phí thì mình sẽ nói trong phần inbox cho bạn nha. Rồi ok bạn. Bạn cứ chụp hình gửi qua cho mình và cung cấp số đo của bạn cho mình là được, số đo vòng 1, vòng 2, vòng 3, số đo bắp tay, bắp đùi. Vậy thôi là đủ rồi. Đúng rồi, tại vì mình sẽ đúng rồi chụp hình cả cơ thể, bởi vì mình sẽ gửi cho bạn một cái bài test thể lực, bạn cứ tập lại mình, bạn báo cho mình biết là bạn tập vừa, tập ít hay tập quá nặng thì mình sẽ biết được cái ngưỡng thể lực của bạn như thế nào nha. Rồi bạn nói đi. Không, bạn cứ bận mặc rồi bạn cứ mặc đồ thể thao bình thường được rồi, không vấn đề gì đâu. À, tại vì quan trọng nhất là mình còn có số đo. À, cái số đo mới là một cái nó quyết định nha. Rồi ok bạn. Ok bạn. Rồi chào bạn.